老妹儿，你是不是来相亲的？是啊。哎呀妈，老妹儿你长得真好看。你也挺好，哥。我相中你了，咱俩开房去呗。行啊。那走啊。那走吧。我。喂，爸啊，你回家吃饭呢？你老胡回来了。哥，哥，你看。大哥等一下，下一位。
场地你拉我，姑娘又上哪找骂你小坏鞋？哎呦，哎呀，四好，哎呦，你妈逼你进来的是吧？你妈进来的吗爷？我不是比你冷大。Hello. Hello.
大家好啊啊啊！喂，比，麦，哦哦，来来来来来来，哦，老远点。哎，不能讲，不能讲，不能讲。来来来来来。จานน้ำเลยต้องแบบนี้ไอ้ทับตัวครบยังไม่เอาชิ้นมาเข้าอยู่ดังนั้นบอกว่าเดี๋ยวก็อันนี้นี่จิกรมจิกรมเดบอยทำไมบ้างแมนเดบอยทำไมทอดกระไรนะเดี๋ยวตายจะต้องตีเดียวเดบอยเดบอยตอนนั้นตอนนั้นแท้เป็นเดบอยเฉียดเลยน้องทำไมที่เดบอยคลั่งอันนี้นั่งบนเดบอยหายโอ้โหลอยไปแท้มองคนรักเนี่ยมั้งสบายจะตายยัยđừng có nhìn bên kia, đừng có nhìn cái thằng à, có giống gì không? Giống gì sao cười vậy? Đây phải chúng ta đâu này? Không có nhìn gì đâu. OK. À, không có dùng gì đâu. Bây giờ nha. À, xẹt tay ra. OK, hai trái này chọn trái nào? Cái này rồi. OK. Bây giờ sẽ nắm ở đây, nha. Bây giờ kia, không em xẹt ra đây, xẹt tay ra. Bây giờ nè, nhìn nè. Bây giờ sẽ nắm lại đây nè. Thấy chưa? Bây giờ sẽ cầm chặt lại vậy mà, cầm chặt lại. Đặt lại luôn nha. Bây giờ một trái trong tay. Ồ. Nhưng mà bây giờ đây á sẽ có như thế này. Bây giờ hai trái này á anh sẽ cho em cầm lại luôn, cầm chặt lại nha, cầm chặt lại luôn. Bây giờ em suy nghĩ. Em sẽ để trên đây nè, em sẽ để trên đây. Để này em nhắm mắt lại suy nghĩ một cái con vật nào đó mà trong đời em thích nhất. Ờ, em nắm chặt lại giống như là mình sinh nhật vậy đó. Rồi đó là mình cầu nguyện á, mình thích cái gì nhất á. Thích gì nhất hả? À, thích con vật gì nhất không nói ra. Không nói nha. Rồi mình thầm mong thôi, một cái con vật gì đó mình thích nhất, mình đừng có nói ra, xong rồi mình mở ra thử cái con đó thành hiện thực hay không nha. Cho mọi người cùng xem, nếu mọi người thấy hay vỗ tay lớn lên nha. OK, thấy chưa? Cầu lâu quá, thôi lâu, OK, xong chưa? Rồi mình mở ra đây coi cái con đó thành hiện thực hay không. Con gì vậy? OK. Bravo. OK, bye bye. Người cốc. Không có đá. Chị Lý lên tổ chức giải này thường liên chị Lý ạ. Quay được miếng liên tục. Bộ người đó có miếng nhá.
Đúng rồi, đồ mới nó mới nhớ rồi. 300 cái cối đeo ra. Đây đây, máy đây. Đây. Chị Lý ơi, chị này tổ chức giải này thường xuyên thì chị mới quay cho mình thường xuyên. Mua cái đồ đó. Mua cái đồ Không chị Lý này tổ chức giải thường niên là chị Lý. Ok. Sao mày đi ra đây đâu? Đúng rồi.